Hello, chào chị. Trời ơi, hôm nay chị xì tin dữ vậy. Nãy giờ đâu? Nãy giờ hả? Ừ. Nằm tính giường á. Trời ơi, anh hình Mỹ đẹp trai quá ta. Có bí quyết gì hãy chỉ cho em một tí xíu được không? Đó là đẹp gái, ta là mới chịu. Đẹp gái hả? Trời ơi. Ai là đẹp liền à? Ở nhà, ở nhà nhớ nha, Lữ Hạ là đẹp liền à. Tao khỏe luôn. Thôi, phải tới gần này cái gì mới được hả? Chị, anh Hình Mỹ nói chị phải lại chút xíu, chị phải lại gần anh Hình Mỹ. Ủa chị về sớm vậy? Về lo các đơn hàng ngày hôm qua, mấy chục ngàn đơn hàng phải xuất phân đâu là nó. Ủa chị ơi, chị cho mỗi cái mấy cái hàng khuyến mãi là chừng nào hết vậy? Vẫn còn trên app á. Hôm qua thôi đó, có ngày hôm qua thôi. Hồi sáng thấy chứ còn cho máy nha. Còn thì vẫn mua đi mọi người. Ờ ok. Vẫn mua ha. Lệnh để giờ anh em phải bay mình không có tranh thủ mua hay không? Thôi hết hết đi rồi. Đúng rồi, hết đi là mệt đó. Chị dặn anh tấp tấp từ chiều đi hả xuống nha. Để mua chuột. Mua chuột. Dạ. Cả nhà rất là tuyệt vời ha cả nhà. Ê, hôm nay là chị Loan cũng về rồi cả nhà. Ôi này, Mỹ Mỹ chúc mừng khai trương cả nhà. Đây thêm một lãng hoa mới nữa nè, quá đẹp luôn và lung linh luôn. Vợ chồng anh Tư Sang quá trời ha. Đâu trời ơi, nó đẹp kìa, quá đẹp luôn, quà mới luôn, mới tìm tới luôn, hôm lắm cả nhà. Rồi dạ là một tấm hình với anh Tư luôn. Từ từ rồi đi giao anh. Hết rồi. Hả? Hết rồi. Ủa hết hủ tiếu hả? Trời hết lâu rồi, mất tiếng rồi. Rồi. Còn chưa rồi. Để. Em chưa ăn nữa. Bây giờ là chủ yếu là nấu được nhiều tô thêm là nấu thôi chứ giờ hết lâu. Rồi hủ tiếu bồi viên cháy hàng luôn rồi. Cháy hàng rồi. Lon mà đến còn không có ăn nữa kìa. Rồi chiều bơm đâu phỏng vấn chiều bơm cái. Sao sớm vậy? Tại cả nhà ơi, anh Linh Tý và chị Bích Trâm ha, tối hồi tối thì thức rất là khuya luôn, nhưng mà sáng nay thì một cái lãng hoa đẹp rất là sớm tới luôn và rất là đẹp luôn. Biết là sớm nhất là của ai không? Của ai? Của má Tư. Wow, má Tư bên sau, đó là sao đây cả nhà? Ôi, sớm nhất. Đây nè. Mà đến sớm nhất. Má Tư đẹp quá trời đẹp luôn. Ôi, một màu hồng đẹp lung linh luôn cả nhà ơi. Còn bên đây Linh Tý và Vũ Trâm nè. Cái màu này mình kêu màu gì ta? Ôi, thêm một lãng qua tới nữa cả nhà ơi. Ủa, lãng là đi giao cho khách hả? Anh thiệt tình. Sáng giờ được nhiêu tô rồi chị? Anh không chịu, anh mất đền đó. Gần 300 á. Vậy chiều nay mình làm thêm một nồi nữa đi. Nói chung là nếu nếu như là hồi sáng mà chuẩn bị mới nếu mà đầy đủ á là anh dám đảm bảo là 500 tô là có thừa luôn. Tại vì rất là đông khách với là đặt online rất là nhiều luôn. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Thế là thường cô chú anh chị thế là sao ủng hộ luôn từ rất là sớm. Chỉ có 2 tiếng thôi cả nhà. Vậy là giờ mình hết nước lèo là mình ăn khô hả? Chị Bơm ơi. Ồ, sáng nay phải nói là hủ tiếu hết sớm. Hơn 200 tô, khoảng là tầm 300 tô ấy. Mà không gian bên trong phải nói là sạch sẽ ha. Nhưng mà biết sao không? Sáng giờ rất là nhiều khách đến, khách đến thì cũng không có nữa hay không? Ồ, quá là sạch sẽ luôn. Bệnh sạch sẽ luôn hả? Quá trời luôn. Bởi ta nói cái bệnh sạch sẽ là cái nồi nó cũng sạch sẽ luôn.
Đó. Hay chị, cái bệnh sạch sẽ là mình bán rồi hay sạch sẽ là người ta tin tưởng, người ta ăn luôn, sạch nồi luôn. Mà nãy giờ em có để ý bùm bùm cái gì không? Mà anh nhìn thấy là cũng sạch thịt luôn rồi nè anh, còn xương. Hôm nay mà ăn ngon. Nhưng mà em chưa ăn được. Anh có ăn đâu? Anh chưa ăn luôn hả? Anh lên sớm nhất luôn á, mà còn không có. Đây cả nhà, cái giá này cả nhà, hủ tiếu bò viên bùm bùm, hủ tiếu mì bò viên 55k, hạp cẩm 55k, súp bò viên 40k, nước sâm 15, coca xì tin 15, trà đá 2000 đó nha. Tạm ngoại. Đây là Tiểu với em, đây là ông ngoại, hôm nay là ông ngoại đã 90 tuổi rồi. Ông ngoại 90 tuổi rồi. Wow. Ông ngoại 90 tuổi mà nhìn ông ngoại còn cứng lắm luôn. Chúc ông ngoại thật là nhiều sức khỏe ha. Con mới hàng 4 mấy mà con với ông ngoại mà nhìn nhau bây giờ đi đang mạnh luôn. Dạ. Con cũng trắng lắm rồi nè. Thấy không? Ông ngoại 90 là cũng hàng mới 4 mấy thôi mà nhìn giống nhau luôn trời. Dạ trời. Ông ngoại khỏe không? Ông ngoại, ông ngoại có cách nào ông ngoại chỉ cho cái anh này anh ăn gì? Anh ăn nó mập lên xíu. Anh ốm. Đừng nhậu. Nhậu không phải? Con không có nhậu luôn á. Đừng thức khuya. Đừng thức khuya luôn. Đừng nhậu. Dạ. Ăn uống điều độ. Dạ. Thức khuya thì con có thức. Thức khuya. Đó là tại làm việc á, cho nên là con thức khuya rất hôm nay giờ sáng. Có khi là con làm là một ngày đêm là con làm tới 22 tiếng, con làm tới 16 tiếng. Ông ngoại năm bao nhiêu tuổi rồi? Đi làm ở tới. Ông ngoại nhiêu tuổi ông ngoại? 90. 90. Trời ơi, xỉu ngang luôn. Xỉu ngang luôn á, con tưởng chị 90 tuổi mà khỏe nè. Em nhìn trong cái hình anh với ông ngoại là thấy làm như là bằng nhau luôn. Dạ luôn. Hết rồi, bằng nhau. Thôi chú 90 tuổi cả nhà ơi. Chúc ông dạ. Dạ. 90 tuổi ông bác em có khỏe ngoài đó rồi mẹ. 200 tuổi luôn. Giờ cái nồi hết nước luôn rồi cả nhà. Đến giây phút này mà củ cải còn cũng còn còn rất là ngon luôn rồi chị. Dạ. Nó không có gục quá. Tới giờ này phút này mà củ cải còn như vậy là nó ok luôn. Nhìn đã quá cả nhà. Rất là thơm cả nhà, nồi lẩu rất bay bốc lên cái mùi rất là thơm luôn. Đã quá. Con cái là chưa ăn được thôi. Hello anh Nguyên. Chị sáng giờ chị ăn được mấy tô rồi? Một tô rồi hả? Bò viên đem về nữa nè. Ờ, một bò viên đem về nữa. Đã quá ha. Mà chị biết là nãy giờ em lấy được cái thông tin gì vui nhất không? Sáng giờ hơn gần 300 tô rồi. Mặc dù là đã hết rất là lâu rồi đó. Hết rất là lâu á. Bởi lại cái nửa tiếng ngồi được tô. Mừng chết luôn. Chứ nếu mà hôm nay nấu nhiều lại. Từ thủ đất chạy qua đây ăn được tô mừng cũng xỉu. Dạ, chứ em từ thủ đất luôn á. Dạ. Chứ nếu như mà đây chuẩn bị đầy đủ là em nói là 500 tô là không có nghĩa lý gì luôn. Dạ. Sáng giờ. Rồi chị. Chị ăn hủ tiếu bò viên này cả, có cảm nhận cái hương vị nó ra thế nào không chị? Ngon, rất là ngon lắm à. Viên với tôm thì quá thật đau. Hôm nay em đến trễ em chưa ăn nên em chưa có biết. Chưa ăn luôn hả? Nghe cái mùi thì rất là thơm. Đây em tới 7 giờ đây nè mà em còn chưa có ăn nè. Tại vì mình ở đây, mình gần đây, mình nhường cho mọi người trước đi, còn mình ăn sau. Mặc dù là có chị Trâm Anh á, bên Mỹ á, tặng cho tụi em mỗi cái vé ăn miễn phí luôn, nhưng mà tụi em không có ăn, tại vì sáng á tụi em nhường cho khách trước. Đó, cho nên là tụi em cũng đứng có, em không có thôi chứ giờ. Anh này chị, anh này anh có ăn, có thôi, bá tướng của anh là chị biết rồi. À. Vũ cũng không có nữa. Anh em giỡn cho vui nha cả nhà. Ngày khai trương thì chúc cho chị Hồng Phát. Chị Singapore rồi đó, quăng quạt rồi đó. Ôi em ơi, cả nhà uống nước nha. Hình như lát em nữa em nghe anh Nguyên hát một bài phải không ta? Dạ rồi, tụi em uống rồi. Uống đây là nước sông còn đây. Dạ đây phải nước sông, nước đáng. Dạ đáng. Coca sữa tinh. Quà đến cả nhà ơi, một cô bạn áo của tới đây mua mà giờ bán hết rồi. Trời ơi, mua ha. Dạ, cảm ơn cô ủng hộ nha. Cảm ơn cô. Quá vui luôn cả nhà ơi. Đây hả chị? Quá trời dễ thương luôn. Cô biết chỗ đến mua và giờ hết rồi cả nhà.
uống đi nha. Nửa ký bồi dưỡng bây giờ nha. Dạ, được rồi. Chị mời cháu. Cảm ơn chị. Trời ơi, đàn ông mà không có gì hết. Rồi, dọn dẹp tiếp luôn. Sáng nay thì có nước tâm nguyên mời đó em. Trời ơi, cảm ơn nha. Trời ơi, linh hạnh quá. Ủa tiền cái nước sâm này cảm nhận rất là ngon. Đem với nước sâm nha. Không, cái này là thật sự luôn á, nó ngọt. Cảm ơn Nguyên nhiều nha. Còn ai nữa, còn anh nào nữa? Ngon nha, nước sâm này ngon. Trước ba bệnh. Còn tăng nữa, tăng. Còn tăng mật nữa, để kêu thêm chai tăng mật. Không ngọt, nó vừa luôn. Đúng rồi, nhưng mà cái mùi thơm. Nó đẹp da luôn. Đẹp da luôn hả? Mà nó có một cái mùi thơm nhẹ đó. Đúng là lúc nãy chứ con không muốn á. Nó mùi vị của nó đây. Vị em bé. Sao cũng tiêu nó cho thẳng luôn trời. Xong rồi mà. Xong rồi á. Dạ thì video cũng khá là dài rồi hả nha, cũng được kết thúc đây cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều.